Đoạn clip lưu lại cảnh cãi giả, xô xát trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 16 tháng 10. Sau khi xảy ra va chạm với chiếc taxi, người đàn bà đi xe máy lớn tiếng mắng chửi tài xế giữa phố. Tao đi ra đây rồi còn ngủ. Mày không ngủ mà tao ngã ra à? Người đàn bà cho rằng tài xế có lỗi và liên tục chửi bậy. Nam thanh niên lái taxi lấy điện thoại ra quay thì bị người đàn bà đập dép vào người. Anh này phân tích rằng người đàn bà đi vào đoạn đường cấm rẽ và sai khi đâm trúng xe của anh. Lái xe muốn chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Lúc sau, người đàn bà tiếp tục gọi con trai ra phân thua với tài xế. Tông trúng taxi, người đàn bà nắm dép đập thẳng vào tài xế còn hùng hổ gọi con trai ra. Chưa rõ ràng ai đúng, ai sai, nhưng hành xử của người đàn bà đang được cho là thiếu hiện đại và bất lịch sự. Dùng lời lẽ phản cảm, tiến công người khác chưa bao giờ là cách giải quyết sáng suốt sau va chạm. Đối với nhiều người, việc giữ bình tĩnh trong những tình huống thế này tưởng dễ mà.